Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh chuyển tiền cho Wendy để thực hiện nguyện vọng của Phi Nhung. Tro cốt của Phi Nhung hiện đang được đặt tại tỉnh xã Sắc An, Mỹ. Dù đã nhiều tuần trôi qua, nhưng vẫn còn khá nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp đến viếng cố ca sĩ. Mới đây, Thủy Nga một lần nữa đến thăm và thắp nhang cho Phi Nhung. Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Nga vừa chia sẻ rằng có một cô bạn rất thích giọng hát của Phi Nhung đã nhờ nữ danh ca đưa giúp hai chậu hoa lan đến nơi đặt tro cốt của cố ca sĩ. Vì vậy, cô đã đích thân mang đến và thắp cho giọng ca "Bầu ơi đừng khóc" một nén nhang. Thủy Nga tâm sự, mình có cô bạn thân thích giọng ca của Phi Nhung lắm. Lúc trước mỗi lần lên xe, bà là nghe giọng ca của Phi Nhung. Giờ thì bạn tuy nghe Phi Nhung hát nhiều hơn xưa nữa. Vừa rồi cô ấy lái xe từ xa xuống Arengar để mua hai chậu lan rồi nhờ mình đưa qua tỉnh xã Sắc An thắp cho Phi Nhung nén nhang. Đến nay, dù đã 6 tuần trôi qua, nhưng Thủy Nga vẫn vô cùng tiếc thương và nhớ nhung người bạn thân đã ra đi. Đồng thời nữ danh hài cho biết chủ nhật tuần này cũng là thất cuối cùng của Phi Nhung. Thủy Nga bộc bạch, qua ngày là qua 6 tuần thất của Phi Nhung rồi. Chủ nhật tuần này nữa là tuần thất thứ 7 cuối cùng của Phi Nhung rồi mọi người ơi. Xin hướng nguyện cho Phi Nhung chưa thoát về với Phật. Không chỉ vậy, Mạnh Quỳnh còn đại diện một số mạnh thường quân chuyển tiền ủng hộ vào quỹ để con gái Phi Nhung tiếp tục thực hiện những nguyện vọng còn đang dang dở của cố ca sĩ. Tổng số tiền nam danh ca trao cho Wendy Phạm là 2.100 đô, gần 50 triệu đồng. Ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ, sẵn đây, Mạnh Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn các cô chủ và các bạn của Mạnh Quỳnh đã nhờ Quỳnh chuyển giúp tiền cho Wendy Phạm thực hiện thiện nguyện tiếp tục. Trước đó, con gái Phi Nhung cũng cho biết rằng cô sẽ tiếp tục hoàn thành những nguyện vọng mà mẹ chưa thực hiện xong. Cụ thể, tâm nguyện của cô ca sĩ là xây dựng trường học Việt ngữ tại Mỹ và giúp đỡ bà con ở Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy, số tiền trong nguồn này là được Wendy Phạm chia ra và thực hiện cả hai nguyện vọng lúc sinh thời của Phi Nhung. Con gái Phi Nhung chia sẻ trong tang lễ của mẹ, con muốn dùng số tiền này để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ con còn đang làm dang dở, chưa thực hiện xong. Tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh xã Sắc An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi. Có thể nói, Phi Nhung tuy đã đi xa nhưng hàng triệu người hâm mộ vẫn luôn nhớ về cô. Bên cạnh đó, tình bạn chân thành của Thủy Nga và cố ca sĩ cũng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!